Chào toàn thể các bác thợ đánh chim đêm nhé. Miền Bắc mình thì các bác thợ đánh là đang tập trung đánh con gà nhiều. Hôm nay thì xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới chuyên gà của bên cơ sở nhà em sản xuất đây. Đối với bác nào đang nhu cầu sử dụng về cái dòng lưới chuyên gà này thì có thể là tham khảo đặt hàng, số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn anh em thợ đánh chim đêm mà cần những cái mẫu lưới đánh chim đêm cơ bản đấy, thì anh em có thể là kết bạn Zalo hoặc là liên hệ trực tiếp nhé. Đấy thì đối với cái dòng lưới chuyên đánh gà này thì nó sẽ có hai mặt lưới để anh em lựa chọn. Cái thứ nhất là mặt lưới 7 phân và cái thứ hai nữa là mặt lưới 8 phân. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới mặt 7 phân nhé. Mặt 7 phân này thì ưu điểm của chúng ta là khi chúng ta sử dụng đánh ở trên bàn ấy, thì chúng ta sẽ đánh cho con gà mái này, con gà trống, cũng như là anh em khu vực nào còn trích ấy, thì có thể là đánh chung mới trích được. Đấy, còn ngoài ra cái lưới này thì chúng ta có thể là áp dụng đánh những con chim khác, ví dụ như là con chim tu hú này, con quốc ta này, đấy, con trích gà sâm. Đấy thì anh em có thể là áp dụng đánh con tu hú và con quốc ta trên mẫu lưới 7 phân này khá là hợp lý. Còn đối với dòng lưới hôm nay giới thiệu cho các bác là cái dòng lưới hải lợi. Thì ưu điểm của dòng lưới hải lợi này thì sợi nó cực kỳ là bền. Và cái thứ hai nữa là về cái màu, độ phai màu ấy, thì nó rất là thấp anh em. Như tay lưới này thì em sử dụng là từ vụ tháng 8 các bạn, tháng 8 năm ngoái, đánh đến năm nay này. Đấy, ông bà quánh hết mùa trích rồi, chuyển sang mùa gà, bắt đầu lưới nó mới chuyển sang màu hon hun khói kiểu như thế này. Còn bình thường ấy thì nó sẽ màu đen kiểu như thế này này. Đấy, thì lát nữa sẽ quay cho các bác xem về một cái tay lưới mới. Đấy, và mắt lưới đây, đấy, khá là chắc anh em. Đấy, hàng lưới 7 phân này thì nó là cái dòng lưới mắt ngang nhé. Đấy, mắt ngang anh em, đấy, thịt nhiều, đánh chim chống chèo tốt này. Đấy, và đây dòng lưới hải lợi thì ở dưới nó là cái biên đôi đi đôi này. Biên đi đôi nó rất là bền lưới. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái dòng lưới ánh tím này thì sau này chúng ta đánh thì nó bạc màu, nó sẽ chuyển sang cái màu kiểu hung hung khói tím tím kiểu như này. Đấy, thì nó rất là bền. Đấy, cũng như là nhôi cọc này anh em này. Đây là nhôi cọc nha các bác nhé. Đấy, nhôi cọc. Đấy, khoang túi thì bên cơ sở là chia làm cho anh em hết rồi. Đấy, và anh em chỉ mua một tay lưới này anh em chăng ra anh em đánh thôi. Đối với anh em mới chơi hoặc là chơi lâu năm rồi thì làm nó rất là nhanh. Đấy, lưới thì chiều cao mắt lưới của nó là 115 mặt nha anh em nhé. Đấy, tính từ mặt dưới cùng này lên tới trên đỉnh là 115 mặt. Hàng này thì bảo hành cho anh em là nhiều thịt. Cái thứ hai nữa là mặt rất là chắc, sợi lưới bền. Đấy, còn dòng lưới 7 này thì vụ này thì bên cơ sở đang hoàn thiện cũng như làm khá là nhiều. Đấy, 50m thì bên em làm cho các bác là 3 cọc nhé. 100m thì làm cho các bác 5 cọc. Đấy thì tùy vào cái địa hình các bác đánh thôi. Đấy, ví dụ như bàn của em đây thì thường thường em sẽ đánh tầm khoảng đây như bàn này 300m thì đánh tổng là tuyền lưới 50 thôi. Ở như tay này là từ tháng 8 năm ngoái này. Đó, thì ra đây quay cho anh em xem tay lưới mới. Một tay lưới mới thì nó khác nhiều anh em. Tay lưới mới đánh thì có mà 3-4 tháng nó chả thể bạc màu được. Vòng trong, như vòng trong đây là lưới 8 phân thì nó cũng khác anh ạ. Lưới 8 phân thì nó cũng ok. Dòng lưới 8 phân và tay lưới mới này. Đấy thì đánh anh em nhìn thấy màu thực tế nó đã khác rồi. Đấy, màu này đánh còn lâu mới phai được. Đấy thì cái mẫu lưới 7 và mẫu lưới 8 để cho anh em chọn lựa anh em đánh gà trong cái thời điểm này mà bác nào mà lưới của mình đang bị mục này. Đấy, cái thứ hai nữa là bị xẹn tóc rơi nó cắn mà mình muốn thay những cái tay trọng điểm thì các bác có thể liên hệ cho em qua số điện thoại để góc màn hình video nhé. Chào các bác đây.